Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, tức chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đang tăng tốc ôn tập cho học sinh, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ngay khi học sinh lớp 9 hoàn thành kiểm tra học kỳ 2, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã triển khai kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Không ít học sinh cảm thấy khá căng thẳng, áp lực khi kỳ thi quan trọng này đang tới gần. Em sẽ xác định điểm mạnh của bản thân trước và những môn mà em dễ lấy điểm hơn thì em sẽ chú tâm vào, và những nào môn yếu thì em sẽ cần đi hỏi thầy cô, bạn bè nhiều hơn để nâng cao kỹ năng của mình. Hiện tại thì em cũng đã xác định được rõ cái trường mà mình muốn vào rồi, và em cũng đang cố gắng để mà có thể vào được trường mà mình mong muốn. Buổi sáng thì em sẽ ôn thi ở trường, thì việc đó là giúp em nâng cao kiến thức và cũng là tạo nền tảng vững chắc để em có thể tự tin bước vào kỳ thi. Ngoài ra thì em cũng đã tự học ở nhà, sắp xếp thời gian, biểu hợp lý cho cả 3 môn. Từ nay đến kỳ bế giảng, các giáo viên sẽ tập trung hệ thống tổng thể lại kiến thức trọng tâm, củng cố ôn tập lại kiến thức cho học sinh trong phạm vi chương trình đại học, đồng thời mở rộng kiến thức cho các em để vận dụng tốt trong quá trình làm bài. Sau đó, thời gian chủ yếu để ôn luyện các dạng bài, giải đáp thắc mắc. Giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô bạn, đặc biệt là ba bộ môn Toán, Văn, Anh đấy, cũng đã dồn tất cả mọi lực lượng tâm huyết để cho các em có những kiến thức ôn tập trọng tâm nhất, bài bản nhất, và rèn luyện cho các em kỹ năng phương pháp để làm bài. Năm học 2023-2024, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ công lập trên toàn thành phố là 11.432 chỉ tiêu với 266 lớp. Áp lực cạnh tranh cao, vì vậy các trường học cũng chú trọng phân nhóm đối tượng để có phương pháp nội dung ôn tập phù hợp. Bên cạnh đó, công tác phân luồng cũng được đẩy mạnh thực hiện để học sinh, gia đình nhận thức được trường trung học phổ thông công lập không phải là sự lựa chọn duy nhất, từ đó tránh những áp lực, tổn thương không cần thiết đối với học sinh. Trước hết là tư vấn về công tác tuyển sinh cho nó sát với lại lực học của các em để mình phân luồng, để cho các em chọn được những cái trường mà đúng với lại cái năng lực học của các em. Thì nhà trường cũng tăng cường ôn tập cho các em để các em củng cố lại kiến thức, đào sâu những kiến thức cũ hoặc là nâng cao những cái kiến thức mà cần thiết cho cái kỳ thi sắp đến. Nội dung đề thi lớp 10 dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không mang tính đánh đố thí sinh. Vì vậy, ở thời điểm này, điều quan trọng với học sinh là giữ gìn sức khỏe và hệ thống lại kiến thức để vững tâm bước vào kỳ thi.